Xin chào các bác nông dân, hôm nay mình muốn chia sẻ một sản phẩm cực hay cho việc kiểm soát ngọn cây trồng, đó chính là Hitoco 79 ATT. Đây là sản phẩm chuyên hãm ngon, giúp cây phát triển khỏe mạnh và cho năng suất cao hơn. Hitoco 79 ATT không chỉ giúp cây hạn chế ra ngon mà còn kích thích cây ra trái to và đều hơn nữa. Điều này đặc biệt quan trọng với các loại cây ăn trái như cầm, bưởi, xoài. Khi ngọn cây được hãm lại, cây sẽ tập trung năng lượng để nuôi hoa và trái. Sản phẩm này rất dễ sử dụng. Các bác chỉ cần pha loãng Hitoco 79 ATT theo hướng dẫn trên bao bì và phun trực tiếp lên cây. Nhờ phun đều tay và đúng liều lượng là được, chỉ sau vài ngày là thấy hiệu quả rõ rệt. Một điểm cộng lớn của Hitoco 79 ATT là an toàn cho cả người dùng và môi trường. Sản phẩm được làm từ các nguyên liệu tự nhiên nên không gây hại cho cây trồng, cũng không làm ô nhiễm đạt hay nước. Các bác có thể dễ dàng tìm mua Hitoco 79 ATT tại các cửa hàng vật tư nông nghiệp hoặc đặt hàng trực tuyến qua website darplant.vn. Với giá cả hợp lý và hiệu quả định, Hitoco 79 ATT là lựa chọn hàng đầu cho các bác trong việc kiểm soát ngọn cây. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích về nông nghiệp nhé. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Darplant.